Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi Minecraft Setback Ages. Trong tập trước, chúng ta đã nâng cấp các cái trang bị ta đang có ở đây lên và ta cũng có được những món đồ one shot của The Between Land. Thì ngày hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua những món trang bị đó nào. Mình có những cái cường hóa này ở trong cái nón và tiếp tục chúng ta sẽ có những cường hóa ở đây. Thì mấy cái này chúng ta chỉ coi để biết chúng ta có cái gì thôi, bởi vì nó cũng giống nhau hết. Chỉ có cái nón là có thêm cái respiration, giúp mình có thể thở dưới nước lâu hơn. Và ta có cây sweep pick fortune for. Cái này phải bỏ trực tiếp vào cái horologium thì nó sẽ được fortune for. Còn nếu sử dụng qua cái anvil thì chỉ fortune 3 mà thôi. Mandan. Ở đây chúng ta có white band thì bình thường rồi. Và slush slicer Mandan 2. Thì theo mình nhớ là Amara sẽ cho chúng ta unbreaking, nhưng mà nó lại cho mình Mandan. Và mình đã sử dụng một cái loại khác, tự nhiên quên mất cái tên của nó. Cái loại gì đó thôi, chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà nó cho Mandan 2. Thì mình cũng có cây Crystal Ranger cũng có Mandan 2. Như vậy là cây này sẽ không cần phải có cái looting. Ngoại trừ cây White Band thì những con quái còn lại, rất những món đồ cũng không thú vị lắm, cho nên không cần phải có looting làm gì cả. Bây giờ chúng ta sẽ qua bên này một cái. Mình có cảm giác là sau khi cập nhật mod pack lên thì nó hơi load chậm một chút xíu. Bởi vì đây là những nơi mình đã đi qua rồi, chứ không phải là nơi mình chưa đi tới. Chúng ta có một cái tòa thành gì đó ở đây. Và đằng kia chúng ta có một cái ruins. Thì ta hãy đi coi cái ruins trước đi. Bởi vì chỗ đó nhỏ. Chúng ta sẽ có một cái spawner ở đâu đó quanh đây. Bởi vì mình đã phát hiện ra được. Ta hãy xuống đây. Giờ đập chỗ này ra. One shot hết á. Thơ mai. Cái này thì vẫn là cái... mình chưa cho cái sáp nệt vô trỏng ha. Mình quên mất tiêu luôn á. Giờ chúng ta sẽ cất những món đồ vào trong này đi. Ta có được những thứ này. Và cũng không có gì đặc biệt lắm. Rồi ta bắt đầu để lên chảnh. Chúng ta hãy lấy cái này một cái. Và qua đây. Đập. Ta được một con thơ mai nữa. Thôi không cần đâu, thơ mai nhiều quá. Và peng. Được sulfur. Cũng tạm tạm. Và bên đó có một cái spawner, bên này có một cái spawner đâu mất rồi ta. Giờ lấy cây resonating one chứ. Bay qua bển, kiểm tra thử coi. Spawner hai cái luôn và của cái gì đây? À, con lich. Thấy ghét thiệt. Và con lich thì mình sẽ cần phải sử dụng Crystal Ranger để ta one shot tụi nó cho nó gọn. Và đập cái này đi. Cũng là one shot. Item strong. Tốt. Chúng ta cũng sẽ để xuống và ta sẽ cất những thứ không cần thiết đi bớt. Ring of Power mình chưa sử dụng. Cái này có cần lấy về hay không? Chắc lấy về luôn đi. Lấy luôn cái gì gom được, gom hết luôn. Giờ ta sẽ qua bên kia. Coi thử coi spawner gì đây. Swarm hack. Tôi ghét swarm hack. Mình chưa có được cây hát hay tơ nữa để chúng ta one shot con swarm hát. Nó sẽ phải trả giá bởi vì dám đánh từ phía sau lưng. Nó sẽ có toàn là đồ ăn, không có gì đặc biệt. Chúng ta sẽ cất hết những món đó vào trong cái obsidian chest này. Và mọi người đã sẵn sàng chưa? Nơi này được gọi là White Fortress, tòa thành của con White. Và nó có chứa rất nhiều điều kỳ thú. Enter the stronghold. Chúng ta đã tìm được White Fortress. Hãy tiến vô nào. Nghe cái tên là biết sẽ có con White ở trong. Cái gì thế? Có spawner. Và chúng ta sẽ đi từng phòng. Ta đi khám phá từng phòng trước đi ha. Bang Octai. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Và chúng ta sẽ qua bên này. Có được mấy cái pop up gems. Gì đây? Mossy.
và có được những cái item scroll kìa. Đã chưa, đi cái chút xíu à, item scroll quá chừng luôn nha. Và bye bye nha Warm Heart. Phải có cái hack hater để chúng ta xử lý gọn mấy con này nó dễ hơn rất là nhiều luôn á. Đây là tầng 1, bên trên đó là tầng 2, và đây là khu vực ở giữa. Ở đây theo mình nhớ chúng ta có thể đi xuống được, nhưng mà cái nước này rất là nguy hiểm. Vậy khoan đi ha, đường đi lên đâu rồi ta? Cái tòa thành này là mình nhớ tới lúc chúng ta chơi Invasion, nó cũng có một tòa thành giống y chang như vậy. Chỗ đó không leo lên được, ta leo lên ở đây. À, y chang luôn, kiến trúc y chang như tòa thành lần chúng ta chơi Invasion luôn á nha. Chắc là bên Invasion nó đạo nhái cái kiến trúc và không cho đập, nó bảo vệ đó, con pirate đó. Nhưng mà nó ở đây thì chúng ta sẽ không làm được gì nó hết trơn hết. Nó không cho chúng ta đập. Vậy là mình sẽ cần phải làm sao đó có thể lên được bên trên đó. Và con thơ mai vẫn mặt hả cưng, cắn là vừa bị dính độc, ấy lộn, vừa bị dính lửa, vừa bị dính băng luôn á. Ở đó mà cắn. Ta sẽ cất những thứ này vô đi. Và cái Ring of Power thì tạm thời mình chưa gắn lên, bởi vì chưa cần thiết. Không đập được. Giờ chúng ta sẽ phải tìm đường vô. Đường vô sẽ nằm ở đâu đó ở bên ngoài thì phải. Chúng ta sẽ lên trên. Đây rồi, Port of Gen Aspect Justice. Bình tĩnh nào mấy đứa. Mấy đứa không bình tĩnh tí nào hết trơn hết á. À, ai da, ai da. Đây là con Pirate. Nhưng mà chúng ta sẽ không được tính thành phụ, bởi vì đây không phải là con Pirate mà chúng ta sẽ cần phải hạ gục. Ai da, đó trời, ốp lửa tùm lum hết trơn hết á. Polish Lampton. Khu vực này cháy lửa nữa chứ. Giờ chúng ta sẽ có được Pirate Flame. Vô đây, đập tiếp. Và ta được một vài thứ nữa cũng tạm tạm. Mình sẽ để cái chest ra một cái để chúng ta bắt đầu cất những thứ này vô tiếp. Lụm cái chest lại. Khoan khoan khoan, có một cái chúng ta nên cất, đó là cái cục này. Bone of Sap và Rotten Food mình thấy rồi. Ây da, cái gì vậy? Có một cái gì đó vừa đập mình bay ngược lại. Đó là những cái bẫy được dăng ra chờ đón những người nào bước lên. Và thơ mai. Rồi cái tòa thành này chắc là nguyên mãn đó. Còn cái tòa thành ở trong Invasion là bắt chước cái này. Ta có cái gì ở trên đó? Sao thấy ghê vậy? Tòa thành này nó bị dột. Ba cái đồ dơ bẩn nó chảy lên trên đầu. Kệ nó đánh không bao nhiêu sát thương hết trơn hết á. À, bên kia có một cái spawner mình đã thấy. Và có thơ mai. Cắn hả cưng? Cắn để làm gì? Và chúng ta nên chuyển đồ ăn lên tay đi ha. Mấy cái bone of sap xuống. Qua đây. Lại là pirate nữa. Hoài vậy. Đập bỏ. Con này giống như con play vậy đó. Bay lên rồi chưởng lửa ra. Và banh sát. Đây là đường đi rồi, thôi chúng ta quay lại. Ây da, nó cạp tôi nữa kìa. Tòa thành này vui chứ bộ. Và chúng ta được gì đây? Explorer Entry, Idol Statue. Này là Idol Head Statue á. Lụm lên nào. Chúng ta nên chuẩn bị sẵn wide band. Ây da, nó đánh không có xi nhê gì hết trơn á đó, mà gây sự khó chịu thôi. Mấy cái bẫy đó. Và ở đây chúng ta có cái chết. Quá đã. Slush Slicer nữa kìa. Bởi vậy mới nói là đã. Gom, đem gì à? Cái này chúng ta đem lên trển. Item Strong. Qua đây, đập cái còi. Wow, chỗ này có đường lên. Và cái
Chloe between Stone Town cũng đẹp ha. Yeah, mình đang nhìn thử coi xung quanh đây còn gì nữa không trước khi chúng ta đi lên nữa. Ta còn Port of Gen. Thiệt là tình. Muốn làm cho tôi rớt xuống hả? Đó là Wick between Stone Town. Chúng ta hãy cẩn thận. Chúng ta sẽ té xuống nữa đó. Rất là khó chịu. Mình không muốn té xuống nhiều quá. Ta có được cái cục quyết đó luôn không? Dục đi. Không cần thiết. Gắn lại cho vui nè. Chứ không cần thiết. Sweet pick. Mình vừa nhớ ra một điều rất là quan trọng. Mình không có đem theo cái scabbard. Chúng ta sẽ cần phải đem theo scabbard để ta có thể sửa chữa đồ. Và đây là đường đi lên rồi đúng không? Nó có cái quyết. Các bạn bị té xuống dưới là mệt đó. Và đây là wine spawner. Mình không cần. Mình đã có một cái wine spawner. Và mình sẽ hạ gục mấy con wine rất là nhanh chóng. Đừng có đó mà biểu diễn nha mấy đứa. Lại tiếp tục là wine spawner. Bên này cũng là wine spawner. Đập bỏ hết đi. Bye bye nha mấy đứa. Bắt đầu đi vơ vét. Chúng ta sẽ có gì ở đây. Quá đã. Chơi Obsidian Jazz là như vậy đó. Rotten Food hả? Chắc dục quá. Cái này dục bỏ đi chứ. Cầm theo làm gì? Và ta hãy đi một vòng nào trước khi chúng ta đi vô khu vực trung tâm. Đập ra. Mở Jazz lên coi trước. Xong đập ra. Cho bà con biết nó có gì cái đã. Chứ giờ ta không có cần phải để ý là nó có đáng giá hay không nữa rồi. Có cái Port of Chain Valonai. Ở trong đó ghê chưa. Cái đó là cái gì. Từ từ chúng ta vô trỏng rồi tính tiếp ha. Bây giờ ta sẽ kiểm tra. Wow. Skull Mask. Ngon lành. Ở đây cũng có Skull Mask. Ngon lành. Cất vô. Đi chút xíu thôi à. Quá chừng đồ luôn. Và nó cho mình rất là nhiều những cái bonus sap. Không cần phải trồng luôn á. Thiệt. Hết chưa? Vẫn còn hai cái chết ở đây. Đây cưng. Rớt cánh không? Không rớt. Ê! Rớt cánh nè. Mình ăn cái cánh của nó một cái. Và bên này lại là những cái item scroll. Cơ hội để có được hack hater sẽ tăng lên. Mà tại sao không cho hack hater thẳng luôn đi? Còn phải làm khó nhau nữa. Chúng ta bước vô trong này và hãy cẩn thận có những cái bẫy spy trap. Cái này đập bỏ được không? Không đập được. Bây giờ thì không đập được, mà rồi sẽ đập được. Ây da. Chúng ta sẽ có cái gì đó ở bên trên, nhưng mà đi vơ vét của cải trước đã. Ai quan tâm tới cái đó làm gì? Còn cái bánh. Từ từ bình tĩnh. Đừng có đâm nữa. Đâm hoài à. Giờ mình sẽ thử đập mấy cây quýt này xuống. Ây da. Bên trên đó có một con Kyremore. Bình tĩnh. Bình tĩnh nào. Ui. Và chúng ta sẽ có một đống đồ. Yeah. Trên đó có một cái hidden chest. Và đó là Kyremore spawner. Bởi vậy nghe tiếng Kyremore là như thế đó. Không vui nha. Ta đặt chest xuống thì nó đập bể cái chest hết trơn rồi. Chúng ta sẽ phải lụm lại đồ mà cất. Và mình đang đứng ở chỗ an toàn. Và cái bẫy nó vừa thay đổi vị trí thì phải. Cái con Kyremore nó làm cho cái công việc chúng ta trở nên rất là khó chịu. Tôi bực mình rồi đó nha. Chết bớt giùm đi mấy đứa ơi. Mấy đứa rộn quá. Rồi đó, vậy đi. Để người ta vô, người ta lấy đồ lấy bỏ lại nữa chứ. Tự nhiên đồ á hả, vừa để cái chest xuống. Rớt xuống đất thật trơn. Rồi cứ cất hết đi rồi tính tiếp nha. Bây giờ cái
mình đang rất là giống như là bị ức chế vậy đó. Đi ra chỗ khác. Đi ra chỗ khác. Chỗ đó mà cắn với lại đánh đang rất là ức chế, bởi vì tụi nó tấn công hoài. Rồi, chúng ta sẽ cần phải cẩn thận. Và ta sẽ thật là nhanh chóng. Ui da. Ta đứng ngay tại vị trí này là chắc chắn là không bị đâm nè. Đập cái đó ra. Và nó là một mảnh của cái gì đó. Đi qua. Ta đứng ở đây. Đập cái cục này ra. Sweet pick. Không thấy chậm nữa nha. Đi qua bên này một cái. Đừng có đâm nữa. Đâm xi nhê gì đâu. Cố gắng đâm thôi chứ xi nhê gì. Và sẽ không mắc lại cái sai lầm hồi nãy. Đi chỗ khác chơi. Thiệt là bực mình. Mấy cái con này quá rộn chuyện. Để lấy cái bon up sáp ra cái. Tại vì mình sẽ cần phải ăn cái bon up sáp đó. Các bạn thấy chúng ta bị tấn công thấy ghê chưa? Và còn một cục nữa thôi. Chúng ta vô làm cho xong luôn cho rồi. Đây. Và bang. Xong. Và ở giữa đó nó sẽ có một cây Shockwave Sword Glorify the Pick. Dịch ra tiếng Việt là cây tâm thần thánh. À, nó không có cho mình đặt những cái khói lên. Làm sao chúng ta lên trển ta? Có con Kyremor kìa. Bây giờ ta... Ê, ngoài này. Té ra là mấy đứa muốn chơi phải không? Ta đã có được cây tâm thần thánh rồi thì để chờ chặt mấy con này một cái. Rồi ta đi tiếp nào. Ta có thể đi lên trên này, đi bọc qua đây và lên cái phòng ở phía trên để xử tử mấy con. Bây giờ bình tĩnh, bình tĩnh. Mình sẽ lên lại một lần nữa và làm thiệt nhanh. Mình thấy cái port up chain rồi. Mọi người hãy bình tĩnh và đừng có đó mà tấn công hoài mấy đứa này. Chúng ta có một cái, hai cái spawner của con Kyremor luôn chứ không phải là một cái nữa. Thật là khó chịu. Rồi xong rồi đó. Vậy mới được. Và như vậy là yên tĩnh đã quay trở lại với khu vực này. Phù, mệt ghê. Bên trên là Polish Limestone. Gì đây? Energy Barrier. Và có gì đây? Không có gì hết. Hồi nãy còn một cái pop-up chance ở ngay đây. Đập ra và được khuyến mãi con Thermite. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải bỏ mấy cái Quick Polish Stone đó đi. Bắt đầu dọn dẹp lại inventory một cái trước khi ta tiếp tục nào. Mấy cái Slammy Bone cũng không cần thiết nữa. Giờ ta cần phải leo lên trên đúng không? Leo lên nữa coi. Khám phá. Và gì đây? Primordial Malvolent. À, chưa đâu. Bình tĩnh. Ta đi hơi cao quá rồi. Phải lên tới đây. Bước vô và nó đẩy mình ra. Nghĩa là ta sẽ phải thực hiện một công việc gì đó mới có thể vô trong đó được. Giờ để bay lên trước đi. Aha, ở đây nó có port up chain nữa kìa. Giấu ghê thiệt. Và chúng ta coi thử cái còn không nha. Ê, đừng lấy cái đó. Nãy mới dục ra lấy làm gì nữa. Port up chain còn không? Không thấy. Và bên này có nè. Port up chain khuyến mãi thơ mai. Aspector seed. Mấy cái con đó nó hổn ghê. Chỗ người lớn đang làm việc mà chui vô trong này. Bye bye nhé thơ mai. Đánh ngược lại là cưng tự xử đó. Không có. Bên này. Kiểm tra lần cuối. Không thấy. À có nè. Có một cái. Pen và thơ mai. Ở đó mà cắn hả cưng. Cắn là tự tử đó.
Chúng ta hãy cùng nhau leo lên lại nào. Như chúng ta đã biết là nếu mình nhảy vào đây, nó sẽ bắn mình ngược ra. Và hãy đọc tấm bảng. Chỉ có người giữ thanh kiếm thì có thể đi qua được cái khu vực này mà thôi. Đây là thanh kiếm hay là cây tâm thần thánh á. Để chúng ta bước vô và bể tan nát. Cẩn thận khi chiến đấu. Và cái gì kia? Đó là một con mắt. Primordial Malevolence. Nhảy lên. Chặt nó được hay không? Không được. Và có những quả cầu. Chúng ta sẽ cần phải. Ê, why? Chết nhá cưng. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải canh me. Nó đang triệu hồi mấy cái cục này ra. Và mình chụp không kịp. Khoan bình tĩnh. Con quai sẽ bị hạ gục trước. Để ta có thể thoải mái đối đầu với nó. Bây giờ hãy mau chóng triệu hồi mấy cái cục kia ra coi. Đâu rồi? À đây. Đâu rồi? Cái cục kia đâu rồi? Sao không có cái cục nào ra hết trơn vậy mà triệu hồi quai không vậy? Ê ê, chụp hụt. Nó hiện ra thì lại không chụp. Đó, chúng ta có thể chụp được nè. Ta bấm trái chuột để chụp nha. Nhanh lên. Triệu hồi lần nữa coi. Đó, 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 đó. Nè, mình sẽ chụp. Đó, và quăng lên trển, đụng nó. Và con quai nó sẽ được triệu hồi ra để bảo vệ. Bây giờ ta cần phải tìm thôi, không được rồi. Ê dạ, chúng ta quá trễ. Khi mà mình quăng vô nó sẽ bể một cái mảnh tam giác ra. Đó là cơ hội đó. Bây giờ ta sẽ cần có đồ ăn một cái. Why? Chết đi. Ây, chính chiêu. Không kịp. Và nếu bạn càng phá được nhiều cái tam giác thì bạn sẽ có khả năng gây được nhiều sát thương hơn. Mình chưa gây được sát thương bởi vì cái cục tròn tròn nó xoay quanh mà. Và bắn ra đây, chụp. Quăng lên trển. Chúng ta đánh không được. Phải nhanh chóng phá hủy cái khiên của nó. Chúng ta có được hai chỗ. Và ủa, chụp không trúng ta. Nó ngồi ở trong đó kìa. Nhanh lên. Chiến với con boss này mệt quá. Và cái cục màu đó thì không chụp được nha. Bây giờ nó sẽ làm gì đây? Nó lại triệu hồi quai nữa chứ gì. Chúng ta nên chuyển qua một cái. Wow. Đó 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 đó. Cái cục màu xanh lá đâu? Tiếp, bắn xuống. Chết đi. Cái cục màu xanh lá đâu? Sao cuộc chiến này vô vọng quá vậy? Chúng ta tìm cục xanh lá coi. Ý, sao không chụp được? Tức nha. Đang bị ức chế nữa rồi đó. Đấy rồi. Và chúng ta có thể gây sát thương bằng cây kiếm này đi. Đây là một trận chiến dài hơi. Primordial Malevolence, hãy hạ xuống đây cưng ơi. Cưng lại chuẩn bị triệu hồi quai nữa chứ gì. Rồi, để sửa cái kiếm một chút. Và triệu hồi mấy cái mặt ra coi. Chúng ta phải phá thêm mấy cái miếng tam giác. Canh. Ây dạ, dở quá, chụp hụt quai à. Thì làm sao chúng ta hạ được boss đây? Trận chiến thiệt là thú vị quá đi. Để chụp tấm hình cây còi. Ê da, lo chụp hình. Đang đánh boss mà còn lo chụp hình nữa. Đó mới là phong cách. Mình có được hai mấy cái wide hết luôn rồi.
Mình chưa có hạ gục được con boss nữa. Bùm. Bây giờ chúng ta sẽ thấy nó mất cái lớp dạ bảo vệ, thì ta có thể gây được sát thương. Nó có cái lớp bảo vệ, chúng ta không đánh được nó. Bởi vậy mới nói đây là trận chiến dài hơi. Làm gì nữa đây? Lấy cung bắn được không? Không được, nó phản lại hết à. Lấy cung bắn được thì ta bắn từ lâu rồi, đâu có chờ gì nữa. Đâu bên nào vậy? Ây da, không kịp coi luôn á. À, tiếp tục. Cục nào màu xanh lá nha. Rồi đây rồi, nó đâu rồi? Cái con hoài. Thiệt là mình chuyển cây kiếm không kịp. Nó bể thêm một mớ nữa rồi kìa. Cuộc chiến này nó sẽ dễ lắm nếu mà bạn chụp cho chúng thôi. Mấy cái cục màu xanh lá. Ta bắt đầu. Không có nhạt nhẽo gì hết trơn ta. Đánh boss gì vậy hả? Buồn vậy? Đánh boss thường phải có nhạt nhẽo gì đó, nghe cho nó vui tai chút. Giỡn mặt hả cưng. Này thì hoài. Ây, thấy mà chụp không kịp. Chuẩn bị. Đây rồi. Bưng. Tiếp tục. Và nó sẽ trưởng ra một vài chiêu. Ôi, cái khối cầu nó xoay khó chịu quá. Nửa bình rồi. Tiếp tục. Chỉnh xuống đây. Chắc chịu hồi hoài tiếp. Có mấy cái mặt. Đây rồi. Bùm. Và nó sẽ trưởng ra để nó đuổi người tấn công nó đi. Mình đánh cũng trúng được một miếng. Hi 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 hi. Chắc là con quai lại gần được triệu hồi. Đây rồi. Quai nè. Không cho cơ hội để con quai nó có thể làm được một cái gì đó. Bắn kiểu đó ai chơi cưng. Con quai nó cũng sợ quá, nó chạy luôn kìa, thấy không? Rồi sao nữa? Và tại ấy có một cục màu xanh lá nhưng mà không để ý ở sau lưng chụp kịp. Đánh được chưa? Chưa được. Đây rồi. Xuống đây. Ây da. Primordio. Đánh trúng rồi đó. Chúng ta có thể gây sát thương được rồi. Bắn thử coi. Được. Giỡn mạc. Cái đó thì không được, nhưng cái này thì được. Và xanh lá. Hay quá. Lần này cao thủ hơn rồi. Khoan, từ từ, nó đang chuẩn bị trưởng. Chúng ta đánh trúng cái lớp khiên không vậy? Oh yeah, nó đã mở ra rất nhiều. Bắn cung vô. Giỡn hả chân. Chính xác. Chết mẹ. Ây ây ây. Primordio Malvolent đã bị hạ gục. Và hết rồi. Vậy thôi, chúng ta có được Ring of Ascent. Hai cái Ring of Ascent luôn nha. Ê, sao giờ này tôi mới nhớ ta? Mình đâu có đeo cái Ring of Power đâu. Nếu mà có đeo cái Ring of Power, trận chiến nó đâu có cực khổ đến như vậy. Thiệt là. Và Ring of Recruitment, chúng ta có thể này là chiêu mộ được kẻ thù. Vậy là ta có thể làm được Journey Map rồi đó. Nhưng mà còn một vấn đề rất là quan trọng trước khi thực hiện Journey Map. Và để mình cất những thứ này vô đây, cái đi ha. Và cái Amulet Slot, chúng ta bấm C một cái là ta sẽ thấy được rất nhiều thứ Ring of Ascent. Và bấm phải chuột. Bây giờ ta sẽ có thể thấy nó mất đi một chút độ bền, bởi vì nó đã cho mình Amulet Slot.
ta hãy lấy amulet slot xuống dưới, ring up a sand, ta cất vô, rotten food ta cất, rotten food ta dục đi chứ, và lấy cái amulet, bấm chữ C, unequip amulet, và ring up power, hả, kỳ vậy, hả, sao kỳ vậy, amulet slot có rồi mà, unequip, và đây equip, equip ring up power, unequip, vậy mới đúng nè. Chúng ta đã có 3 chỗ để có thể đeo được cái amulet, và xung quanh người mình có 3 viên ngọc. Còn màu lam đâu? Ê, màu lục chứ. Màu lam đã có, quá dữ, ghê chưa. Và hình như là bấm một lần là được rồi, nhưng mà nó chưa cập nhật hay sao á. Thôi kệ đi, cái này chúng ta đi đánh thêm mấy cái con Primordial Malvolent đó là có thêm. Và Shockwave Sword, cái này có thể bấm phải chuột. Thấy chưa, ghê chưa? Nó sẽ tạo ra một cái luồng đĩa chấn. Chúng ta cất vô nào. Glitter Snare mình sẽ cầm theo. Ring Up Ascend biểu diễn chơi liền. Lắm. Khi chúng ta có Ring Up Ascend, chúng ta sẽ cần phải có Double Tap để Acti đúng không? Từ từ bình tĩnh. Nó sẽ cần phải gắn lên. Đâu rồi? Người gì không có một chút kinh nghiệm là sao? Sao kinh nghiệm nó đi đâu? À, nó vô cuốn này mất rồi. Ta được 86 cấp độ. Để mình cho các bạn coi một thứ rất là thú vị. Bay nè. Bay luôn nha. Và nó đang sử dụng cấp độ nha. Và bay cái này nó không có bay cao được, bay thấp thấp thôi. Và chúng ta sẽ thấy là ta bị cắn. Giỡn hả cưng? Hả? Giỡn hả? Bay nha. Và bay cái này giống như chúng ta sử dụng một cái cơn gió lốc, nó cuốn lá cây bay lên. Và mình đang giống như một con pirate vậy đó. Pirate, cái con mà chúng ta hạ gục hồi lúc ban đầu ở bên dưới á. Rất là thú vị luôn đúng không? Bây giờ cái tòa thành này vẫn còn một vài thứ nữa. Giờ để mình hạ xuống, ta bấm nút cách hai lần. Ta vô đây. Ở trong này bây giờ có thể đập được rồi đó. Nó không có còn ngăn chặn chuyện chúng ta đập bỏ nữa sau khi bạn đã hạ gục cái con Primordial Malvolence. Và bên dưới này sẽ có một cái gì đó. Chuẩn bị. Xuống. Cẩn thận. Swarm hat. Nói chung là ta sẽ cần phải có Ring of Power vô đi. Mình cũng mạnh lắm chứ bộ. Swarm hat đâu có là cái gì nữa đâu. Đã gắn Ring of Power lên rồi. Bây giờ nó có dẫn mặt thì nó sẽ chết mà thôi. Còn một cái spawner nữa. Đập ra cho nhanh. Và chúng ta sẽ chặt con Swarm hat. Đây là gì? Block up Simurai. Món lạnh. Và đập mạnh quá bể tan tành. Thôi. Che lại. Chúng ta không có gì ở đó nha. Không có cần phải coi đâu. Còn này là Lock up Octai. Bên này là Velonai. Velonai. Và Simurai. Peng. Peng. Còn gì nữa không? Còn bên đây. Velonai này chuyển ngược lại thành Velonai Shark được không? Được. Và công thức của em này như thế nào? Rất đơn giản. Peng peng peng. Thơ mai. Và chúng ta có được một đống đồ. Nói chung là khi chúng ta đã hạ gục được con Primordial Malvolent rồi thì tòa thành này bây giờ mình có thể đập xuống hết, lấy đem về để xây dựng luôn cũng được nữa. Không có cần phải lo lắng tới cái việc thiếu vật liệu xây dựng. Ta sẽ lấy hết. Còn gì nữa không? Nhìn nó cũng sạch sẽ rồi ha. Và cái chỗ này nguy hiểm lắm nha. Nó sẽ rút cái decay của chúng ta đi xuống á. Và mình có thể đập ở đây lên. Ta leo lên thử rồi. Ta đập ở đây đi. À, ngay phía bên dưới luôn. Cho nên chúng ta có thể đập ra để đi xuống cũng được. Mà không đập cũng được. Chỗ này nó khó khăn một cái là cây cột nó không cho leo. Phải trơn giống như vậy thì mới cho leo. Đó, leo lên thôi. Tuyệt vời.
Nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã tiến đánh White Fortress rồi đó, và đã hạ gục con boss Primordial Malevolence. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.